Hello, nay Hai Lúa xin chào bà con. Ở nay Hai Lúa có lấy nước vô để xử lý tiếp tục nuôi ốc nha bà con. Mời bà con cùng tham khảo. Lúa đi bơm nước, lấy nước từ ngoài mương giường vào. Đây, lúa không có gắn cái bù tưa mà xài bằng cái máy phát cỏ mà bà con. Đây, lúa sẽ đây phát cỏ đây, máy này mới gắn cái đầu bơm nước vô. Biết nước có lên không, kiểm tra xem. À, nước lên nè bà con, yếu quá, tăng ga thêm. Đây, nước lên ổn rồi bà con ơi. Cái này là lấy nước vào rồi xong rồi để xử lý vôi nha bà con. Đẩy cái cắm lậu thoát nước giữ nước rồi luôn. Sót rồi mấy con ốc rồi, biết sống không nữa, chắc sống hơi nặng. Chia sẻ với bà con là cái hôm bữa mà lúa là xả ốc là lúa vớt từ ngoài thiên nhiên xong rồi về thả, chắc có lẽ là nó do nó sốc nước lạ nước chết.
Hà Lúa muốn nói với bà con là mình nuôi ốc là mình muốn đạt là nuôi ốc mua bằng trứng đó vậy bà con. Đem về mình ấp lên nó tự nó nở nó bò xuống là thấy nó đạt hiệu quả. Hà Lúa có đi tham khảo được cũng 2-3 mô hình gì đó nhưng mà thấy những người mà người ta nuôi bằng trứng là thấy hiệu quả cao hơn là nuôi bằng ốc con với bố mẹ đem về nha bà con. Nếu mà mình có nuôi bố mẹ mình thả số lượng ít thôi để mà mình lấy trứng mình xong rồi cho nó nở ra mình nuôi nó hiệu quả. Lấy nước bữa nay có khoảng tuần lễ sau thì lúa mới thả ốc nha bà con à. Cái bữa thả ốc thì cũng có quay video cho bà con biết. Nước bên này lấy cũng trong quá nè. Không sao là mô hình này nếu mà đạt thì sẽ chia nhẹ sẽ nhiều cái mà kinh nghiệm cho bà con mình cùng làm nha bà con ơi. Mô hình này thì thấy mình nó dễ làm, chi phí thì nó cũng nhẹ, ai cũng làm được. Xin chào bà con nha. Để khi nào thả ốc thì Hai Lúa sẽ quay thêm video cho bà con cùng biết. Xin chào bà con.